và mình có set up thêm đồ trang trí, thêm kệ, thêm mọi thứ vào thì cái cảm hứng của mình làm việc nó đã hơn rất là nhiều, tức là mình sẽ thích làm việc nhiều hơn. Xin chào anh em nhé, hôm nay Hải sẽ giới thiệu mọi người cách set up work from home là làm việc ở nhà một cách ngon bổ rẻ. Và mỗi đồ chi tiết Hải kể ra, Hải sẽ đính kèm link mua chi tiết ở cái phần miêu tả của video nhé. Thì điều đầu tiên đó là liên quan đến cái bàn này. Cái bàn này thì nó chỉ là cái gỗ ép thôi. Nhưng mà điều đặc biệt thì cái bàn này nó lại là có chân sắt. Chân sắt này thì có lợi ích là đó là khi mà mình sẽ có thể gập được để mà di chuyển nó rất là nhẹ nhàng, nó không bị cồng kềnh. Đấy là cái mà Hải thích, Hải mua được lắm rồi, được đó như 600 nghìn cái bàn đấy. Nhưng mà cái bàn này nó gỗ mặt nó sáng, nếu mà chúng ta không thích thì như Hải đã mua cái trải thảm này, cái thảm da này. Thảm da này thì nó sẽ có hai mặt như vàng và xanh, có rất là nhiều màu khác nhau, mọi người có thể lựa chọn. Thì nếu nó chỉ tầm khoảng 250 260 một tấm, nó sẽ trầm màu xuống, nó rất là thích đó. Và cái thứ ba đó là cái kệ này. Mình mất nhiều thời gian mò mẫm trên Shopee, cuối cùng tìm ra được một cái kệ này. Tại sao Hải chọn cái kệ này? Cái kệ này nó thứ nhất là màu đen, và thứ hai nữa là cái kệ này nó có khả năng điều chỉnh kích thước từ 80 lên 1m2. Tức là gì? Cái ba cái thớt này nó là ba thớt rời nhau, độc lập lời nhau, nên là chúng ta có thể là di chuyển cái khoảng cách từ 80 đến 1m2. Nghĩa như Hải đang thưa cái khoảng cách này ra thì nó sẽ là rộng hơn, còn nếu mà chỉ co xuống 80 thì mình sẽ khít hai cái miếng này lại thì nó sẽ hẹp lại, còn không thì có thể là giãn hết cỡ ra khoảng 1m2 cũng được, thậm chí nó rời nhau thì chúng ta có thể xoay vát cái cạnh này được luôn, hay là kiểu gì cũng được, hay hình chữ T hay gì cho mọi người đó. Cái kệ này cũng rẻ luôn, chất lượng cũng khá thích, bên này gia công rất là ok. Đấy là cái hai cái liên quan đến cái góc bàn. Và cái thứ tư đó là cái thác nước, như mọi người vẫn đang nghe Oplex đây. Cái thác nước này thì một lần sang Bát Tràng chơi thì Hải thấy cái thác nước này khá là thích, khá là hay, nên là Hải có mua về có cái loại này, cái loại sen. Nghe nó làm việc, nghe tiếng Oplex nước cũng khá là thích, nhẹ nhàng, êm dịu và có một chút phong thủy trong làm việc, khá là thích. Nhưng mọi người có thể là chơi bể cá mini hay là để chậu cây các thứ cũng được. Thì nhưng mà nghe tiếng nước này cũng khá là ok. Đợt đấy mua bên Bát Tràng thì như là 700 nghìn. Đó, đấy là cái vấn đề là cái không gian về bàn làm việc. Thế thì cụ thể bây giờ là Hải sẽ liệt kê những cái combo đồ điện tử làm việc đi, thì nó gồm những cái gì nhá. Đi điều đầu tiên nói về vấn đề giải trí thì Hải có một cái Alexa Show 8 Gen 2 ở đây, thì mình vừa để mà nghe nhạc buổi tối đêm, nghe nhạc hay là ban ngày mình nghe nhạc to được, vì là cái chất nhạc của cái Alexa Show này rất là hay, bass rất là chắc. Đấy. Và đang lại smart home hay là nghe nhạc hay là nghe Spotify hay là nghe audiobook vân vân mọi thứ, hoặc là nó lại smart home trong nhà. Đấy là về vấn đề giải trí. Vấn đề làm việc thì ở đây Hải có một cái bàn phím Bluetooth Logitech K580. Tại sao Hải chọn cái bàn phím này? Vì nó có hai chức năng, chọn hai máy Bluetooth giữa hai máy đó. Và điều thứ hai nữa là nó có cái bàn phím số ở đây, thì nó rất là tiện, nó rộng, tiện rất là rộng. Và tiếp theo một cái quan trọng không kém đến cái con Logitech Vertical. Con này con đầu tiên ở Việt Nam Hải mua lúc mà nó bắt đầu ra mắt ở Amazon. Thì cái này nó sẽ giải quyết chống đau mỏi cổ tay. Cái này Hải dùng 3 năm rồi nên nó hơi chảy chật một chút, chống mỏi cổ tay. Ngày trước mình làm tần suất rất là nhiều, nên là từ ngày có con này thì quên luôn cái việc mỏi cổ tay đi, rất là thích luôn. Vì con này nó lại có rất là nhiều giao thức Bluetooth, các thứ cổng cắm dây, và đặc biệt là pin rất là trâu, vài tháng đó, một con cực kỳ yêu thích quá. Tiếp theo một cái đồ nhỏ nhỏ xinh xinh trước là đấy là cái camera Logitech
C920 Hải cũng mua lâu lắm rồi, mấy năm trước, để mà Hải quay các clip tutorial cho mọi người. Đó. Và cái này, cái thanh, cái ánh sáng này thì Hải sẽ đính kèm cái clip giới thiệu riêng cái này sau cho mọi người. Thì cái này là thanh trợ sáng khi mà mình làm việc ban đêm mà mình không muốn bật ánh sáng lên, đánh phòng lên, thì cái này nó sẽ trợ sáng cho cái không gian làm việc của mình. Nó có 3 chế độ màu: sáng, sáng vừa, sáng trung tính và vàng. Đấy, trông khải mắt. Thế thì quay lại công việc, là cái quan trọng nữa đấy là cái màn hình. Màn hình thì như mọi người thấy ở đây là đang có hai cái màn hình. Thì cái màn hình bên trái ở đây là cái màn hình Dell U tỷ lệ 16:9. Thì thông thường mọi người hay làm là hai cái màn hình, chỉ dùng hai màn hình Dell U như thế này. Nhưng mà cơ bản thì một cái Dell U 16:9 này tỷ lệ không gian nó làm việc nó rất là hẹp, nó không thực sự đắt mắt. Chính vì thế nên Hải đã đổi sang một cái màn khác, là màn LG 219 này, tỷ lệ 219 này. Vì Hải mua cái màn này thì đời đầu nên nó cũng khá lâu rồi. Vì mà game bây giờ có nhiều màn mới tỷ lệ ngon, cũng là tỷ lệ 219 nhưng mà nó ngon hơn. Thì điên cái việc mà giữa cái việc làm việc là 16:9 và 219, thực sự là 219 nó đem lại cái cảm giác thực sự nó rất là đã về cái không gian làm việc luôn. Thậm chí các bạn chỉ cần dùng một cái màn 219 thôi cũng đủ, vì là riêng chia 219 nó chia đôi như này thì các bạn cũng không khác gì hai màn làm việc luôn. Một cái phần mềm trên cái không gian ở màn 219 thì nó quay rất là lớn, nên là làm việc thực sự là rất là thích đấy. Và để em một chút về trang trí về màu sắc thì Hải có mua cái dây led này, cái đèn led như mọi người thấy đây, đèn led chạy sau thì nó có độ dài nó là 5m, vì và nó có cái điều khiển tăng sáng ngưng sáng, có nhiều chế độ chạy nhảy màu và nhiều màu, cơ chế một màu đó. Nó rất là rẻ. Thế thì bây giờ cái cuối cùng đó là câu chuyện là trái tim để làm việc là gì. Thì ngày trước thì Hải dùng MacBook Pro 2012, cày em nó cũng khá là ác liệt, nên là bây giờ quyết định là bây giờ cho em nó nghỉ hưu và mua cái Mac Mini này, Mac Mini M1 và phiên là 16GB và 256 bộ nhớ SSD. Thì vì là Hải có làm cả phim các thứ nên cái việc là lựa chọn 16GB nó thực sự là cần thiết, nên là mình sẽ chọn 16GB. Và cái M1 là cái chip bây giờ mạnh nhất, mới nhất bây giờ, nó mạnh hơn cả Core i7, i9 như mọi người nhiều test, nó hiệu năng rất là tốt. Chính vì thế nên Hải quyết định là dùng Mac Mini, vì là mình làm việc ở nhà hay ở văn phòng là chính vì thế nên mình sẽ không cần laptop nữa, nên là Hải quyết định sẽ mua là Mac Mini. Thì cái con laptop cũ thì mình vẫn để lại, mình xài khi mà cần ra ngoài cà phê để làm việc, nhưng mà sẽ làm được chính trên Mac Mini này đó. Nhưng mà cái vấn đề là dung lượng 256 thì nó thực sự là nó rất là ít, chỉ đủ để cài hệ điều hành thôi. Và như vậy thì Hải quyết định sẽ mua thêm một cái ổ cứng SSD Samsung T7 nha mọi người, lưu ý nhé, T7 chứ không phải là T5 nha. T5 thì dung lượng tốc độ đọc ghi của nó chỉ có 500MB thôi, nhưng mà đối với T7 này thì tốc độ đọc ghi của nó tận 1GB cơ. Nó thực sự là rất là nhanh, thực sự rất là hiệu quả. Và cái overhead là đúng là nó là 1T, chính vì thế 1T này thì nó cũng khá là đắt. 1T và T nó là Samsung SSD T7, mã là T7 nhé, nó cũng khá là đắt, 5-6 triệu đấy. Nhưng mà thực sự là để mà đem lại cái hiệu quả làm việc nó rất là đã luôn. Nó kết hợp với cả cái M1 và cái giao thức của SSD thì thực sự làm việc rất là nhanh, rất là thích. Thực sự là một cái hiệu quả, hiệu năng làm việc nó rất là đã đó. Còn cái cuối cùng thì nó là cái ghế của Hải đang ngồi này. Cái ghế này thì nó là cái ghế xoay và có khả năng nâng được. Và cái ghế này, cái chiều lưng này nó rất là thẳng,
nên là mình sẽ giúp cho mình nó không bị cái cảm giác bỏ cái tựa lưng này nó hơi phồng một chút thì nó rất là thích, nên là nó sẽ giúp mình cái thời gian làm việc lâu nó không bị mỏi lưng. Về cơ bản những cái mà Hải vừa liệt kê thì ngoài những cái đồ điện tử thì tùy cái ngân sách của mọi người mà mọi người mua cho nó phù hợp theo cái ngân sách của mình. Còn nếu mà để mà set up cái bàn làm việc của mình cho nó đẹp hơn ấy, thì nó thực sự nó rất là rẻ, nó chỉ tầm 1 triệu 2 triệu là mọi người có thể là set up được cái góc làm việc của mình. Nó thực sự là nó gọn gàng, nó sạch sẽ, nó sẽ tạo cảm hứng cho mình làm việc nhiều hơn. Thực ra lúc trước thì Hải quay một cái hướng khác, mình làm việc một cái hướng mình cũng không set up gì cả, mình cũng chỉ là kê máy tính ra bàn ngồi làm việc bình thường thôi. Nhưng mà từ ngày Hải set up với cái góc tường này và mình có set up thêm đồ trang trí, thêm kệ, thêm mọi thứ vào thì cái cảm hứng của mình làm việc nó đã hơn rất là nhiều, tức là mình sẽ thích làm việc nhiều hơn, làm việc thời gian lâu hơn, thích hơn. Chính vì thế nên là Hải khuyên mọi người thì cố gắng lên tạo ra cái góc làm việc cho mình nó trở nên nó hấp dẫn, nó sẽ thích thú hơn theo gu của mỗi người, thì lúc đấy mọi người sẽ làm việc nó có cái hưng phấn nên làm việc nó sẽ tốt hơn. Ok, sơ bộ là clip này đến đây thế thôi. Anh em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nhận thông báo nha. Bye bye anh em.